Những ngày qua, một đoạn clip quay cảnh nam sinh mặc trang phục quân sự, mang giày cao gót, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người để lại bình luận cho rằng đây là hành vi thiếu chuẩn mực, cần chấn chỉnh. Cụ thể, đoạn clip quay cảnh nam sinh mặc trang phục quân sự, mang giày cao gót đi catwalk với những động tác uốn éo. Xung quanh có rất nhiều sinh viên cổ vũ, reo hò. Sau vài giờ đăng tải, đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều bình luận cho rằng những hình ảnh trên không phù hợp, gây phản cảm. Trên mạng xã hội TikTok, tài khoản Minh Anh Trần 67 bình luận: học quốc phòng có rất nhiều hoạt động văn nghệ hay, tuy nhiên không thể đùa quá trớn như vậy được. Giải trí cũng tùy trường hợp, hoàn cảnh và bộ trang phục đang mặc. Đồng quan điểm, anh Tú Trần bày tỏ: trình diễn thời trang không xấu, nhưng trong trường hợp này cần phải chấn chỉnh. Trang phục quân sự đại diện cho hình ảnh của người lính Việt Nam, chứ không phải để đùa giỡn. Theo tìm hiểu, từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 8, Trường Đại học Văn Lang tổ chức khóa học quốc phòng và an ninh tập trung cho sinh viên khóa 29. Trong chuỗi hoạt động trải nghiệm, có một hoạt động mang tên Nét đẹp quân nhân diễn ra vào tối ngày 14 tháng 8. Ở hoạt động này, sinh viên có cơ hội tham gia biểu diễn văn nghệ với bộ quân phục. Khi trình diễn, một sinh viên có hành vi được cho là chưa chuẩn mực khi mặc quân phục. Dường như bạn sinh viên này thuộc cộng đồng LGBT và muốn thể hiện cá tính của mình trước đám đông. Tuy nhiên, quân phục không phải là thứ để thể hiện cái tôi bản thân như thế. Nên nhớ rằng, bộ quần áo bộ đội tượng trưng cho sự rắn giỏi, nam tính và mạnh mẽ. Việc uốn éo và nhảy nhót như thế, vô tình đã khiến cho hình ảnh này trở nên méo mó. Việc sinh viên tham gia các khóa học giáo dục quốc phòng là nằm trong các chương trình học mỗi dịp hè của các trường đại học, nhằm rèn luyện thể chất, tinh thần, ý chí sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và lòng yêu nước cho thế hệ tương lai của đất nước. Đây là điều bắt buộc để sinh viên đủ tiêu chuẩn xét tốt nghiệp. Đừng biến sự tôn nghiêm của màu áo xanh huyền thoại, ý nghĩa nhân văn của chương trình học thành cuộc chơi thiếu sự nghiêm túc và nhố nhăng. Khi sự việc này xảy ra, đã có luồng ý kiến cho rằng việc tuổi trẻ tạo sân chơi, tạo ra không khí sôi động sau mỗi buổi học để giải tỏa áp lực thì có gì phải bàn cãi. Vụ việc sẽ chẳng phải đáng bàn nếu sinh viên tạo ra sân chơi vui vẻ, không khí sôi động bằng màn catwalk khi mặc thường phục ở các sân chơi và bối cảnh khác, không thể tùy tiện đánh bùn sang ào với trò cợt nhả khi đang khoác trên mình màu áo tôn nghiêm có giá trị lịch sử như trang phục thanh niên xung phong. Những chàng sinh viên tuổi đôi mươi mặc những bộ trang phục màu xanh nhìn rất khỏe khoắn, mạnh mẽ, nhưng màn catwalk thảm họa đã trở thành phản cảm, thậm chí làm xấu xí so với dáng vẻ oai phong của tuổi trẻ. Đằng sau đó là sự ồn ào với màn tung hứng cùng tiếng la ó của rất nhiều sinh viên rất nhố nhằng. Nam sinh đi giày cao gót, ướn ẹo catwalk không những rất có vấn đề về mặt thẩm mỹ mà nó còn làm méo mó chương trình học đầy ý nghĩa này. Sau một vài bình luận quá dễ dãi của một số người dùng mạng xã hội về sự việc nói trên, hàng trăm tài khoản khác cho rằng không thể chấp nhận hình ảnh nói trên và khẳng định sự tôn nghiêm của chương trình học và trang phục quốc phòng không phải để đem ra làm trò đùa, tiêu khiển cho các thú chơi thiếu nghiêm túc. Tài khoản mạng xã hội Facebook Ngọc Giàu cho rằng bộ trang phục tượng trưng cho sự kiên cường, bất khuất của đất nước không thể đem ra làm trò đùa. Còn tài khoản Nguyễn Thị Việt Hòa thì gay gắt và khẳng định môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường đại học là để các em làm quen với kỷ luật của quân đội, rèn luyện ý chí sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, không thể để mấy trò mùa vui nhố nhăng này được. Cần phải làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Một trang mạng thì để lại dòng trạng thái: trang phục cần phù hợp với tình huống và bối cảnh. Trong khuôn khổ buổi lễ, bạn mặc đầm catwalk, chúng tôi không quan tâm, nhưng mặc trang phục thanh niên xung phong hành động như vậy thì cần chấn chỉnh. Trang phục mặc trên người có ý nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân, không phải thích ưỡn ẹo, thích lượn là được đâu. Để xảy ra sự việc nói trên không thể thiếu trách nhiệm của trường đại học nơi các sinh viên theo học. Những người trực tiếp hướng dẫn các sinh viên học chương trình này